Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên vừa thông báo kết quả xếp hạng chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước năm 2023. Theo đó, công tác chuyển đổi số tại các đơn vị chủ yếu xếp hạng ở mức khá và trung bình. Đối với các đơn vị có dịch vụ công, có 12 đơn vị xếp loại khá, 4 đơn vị xếp loại trung bình, đứng đầu là Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng điểm trên 732 điểm, thấp nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng số hơn 547 điểm. Đối với các đơn vị không có dịch vụ công, có 2 đơn vị xếp loại khá và 2 đơn vị xếp loại trung bình, trong đó Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu với trên 647 điểm, thấp nhất là Thanh tra tỉnh với hơn 451 điểm. Xếp hạng chuyển đổi số tại các huyện, thị xã, thành phố có 8 đơn vị xếp loại khá và 2 đơn vị xếp loại trung bình. Đứng đầu là Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên với tổng điểm là hơn 715 điểm. Thấp nhất là Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ với 622 điểm. Việc xếp hạng chuyển đổi số tại các sở ban ngành tỉnh được đánh giá trên 6 tiêu chí. Các huyện, thị xã, thành phố được đánh giá trên 8 tiêu chí.